làm cái chôm chôm hoài á. Thì mẹ chờ mà coi mặt nó coi làm sao. Mẹ làm như vậy hả? Nó tưởng nó hay ho lắm. Mẹ phải kiêu kỳ lên như mẹ vậy đó. Thì mình cứ tự nhiên đi con, mình sao thì mình cứ yêu vậy đi. Bà nội. Mẹ. Con xin giới thiệu, đây là Đan Thanh, bạn gái của con. Dạ, con chào bà nội. Con chào bà cô. Chào con. Nè nè nè. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi kế bà nội đi. Dạ. Bà nội thương anh nhất nhà, em ngồi kế bà nội, thế nào bà nội cũng ủng hộ em. Thơm, lên đây. Dạ. Ngồi xuống. Mẹ dạy hoài à, muốn cái gì phải hỏi khiến bà nội trước chứ, sao tùy tiện vậy? Mà với lại á, bạn của con đâu phải là cháu nội của bà đâu. Cái gì mà nội 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 vậy, chỉ kêu bằng bà được rồi con. Ủa yeah. Mấy đứa bạn học của nó cũng kêu bằng bà nội mà. Dạ đúng rồi. Có kêu khác đâu, thì giờ kêu bằng nội cho quen, có gì đâu con. Dạ. Nội, mẹ, Đan Thanh có một ít trái cây á, biếu nội với mẹ lấy thảo. Ít. Cảm ơn con nghe. Nhưng mà nói nghe nè, nhà của cô á là có mối ruột, mua cái chỗ quen biết không à. Mấy này á, nhiều khi á là hàng lậu đó con. Trời ơi, tiêm chích thuốc không à, ăn nguy hiểm lắm. Cho nên á, bà nội cũng không có thích ăn mấy hàng lạ đâu. Ủa, ai nói nội không thích? Tại vì cái này nó có dán nhãn mà. Dạ đúng rồi. Mẹ. Nó có dán nhãn mà. Trời đất ơi trời. Nó dán vậy thôi chứ mình đâu có tin được đâu mẹ, nhớ không? Mẹ dặn con hoài phải mua chỗ hàng quen đó, nhớ không? Đó, cho nên thành ra là cô không có dám nhận mấy này đâu con. Thôi, con cháu nó có lòng nó đem tới thôi nhận cho nó vui chứ gì đâu. Dạ. Nhà. Dạ. Để đấy con, để đấy con. Nhưng mà nhà mình á đâu phải chỉ có nhiêu đây người đâu, biếu có nhiêu đó ăn sao đủ. Để con mua cho mẹ ơi. Con, cái này là một giỏ nha. Một giỏ lực mà cái nhà gì bán không đủ. Ai với lại gì nè. Dạ. Mấy cái trái này con không có thích không ăn. Thôi con cứ đem về đi. Sao? Dạ hồi nãy con tính mua chôm chôm, măng cụt với lại bon bon mà. Tại vì Tôm nói là cô không có thích ăn mấy trái đó, cô chỉ thích ăn mấy trái táo với lại lê được nên con mới mua. Đúng rồi. Hôm bữa mẹ nói với con là mẹ thích ăn táo nhập. Con còn mở tủ lạnh ra con thấy một bịch táo nhập luôn, y chang táo này mua nè. Ủa, bữa sao mẹ... giờ mẹ nói khác vậy? Tại vì bữa đó ba thích nên mẹ thích theo. Còn nhưng mà giờ mẹ thấy mẹ không dám ăn mấy cái loại mà nó không có tơ, không có quen biết. Cháu nó có lòng quý rồi. Rồi nếu như muốn ăn cái gì khác thì lần sau góp ý. Ngang. Mẹ. Ngang. Không rồi, được rồi, được rồi. Coi như là người quen ở trong nhà bữa nay đến nó chào mình vậy là được rồi ha con. Dạ. Con tự nhiên đây. Ở nhà đây nè. Đó. Đúng rồi. Cái này đó là con mua chỗ cái hàng quen đó. Cái chỗ này á, ngày xưa bà nội cũng mua ở đó đó. Cái thế là mua theo luôn. Bởi vì người ta bán uy tín lắm. Tôm, đưa cho nội trái. Dạ. Đưa cho nội trái. Ủa sao cái hãng này, sao cái chỗ này giống cái chỗ mình quen mua nè. Dạ con mua ngoài. Nó đây nè, nó ở tới chỗ quen mua nè. Yeah. Đúng rồi, đâu có khác đâu. Không có khác. Dạ. Đó là mẹ đó. Dạ mà con. Mẹ, con thương mẹ chứ sao luôn mẹ. Con cảm ơn mẹ để con cất tủ lạnh. Thôi, dạ tự nhiên dạ dạ mấy đứa dạ con mời bà nội. Dạ không, con mời bà. Con đúng mời rồi con cô. Ráng lứa phải ý tứ cho con nha. Dạ. Ăn nữa đi con, còn có miếng mà ăn luôn đi để nó lạc đàn sao. Dạ. Ăn đi con, ăn dạ. Ăn vô cho khỏe mạnh nè. Con nói là em bé 5 tuần tuổi phải không? Dạ. Phải ăn nhiều trái cây vô tốt cho em bé nghe. Dạ. Mà công nhận táo của cô mua ngon thiệt á. Hai đứa. Dạ. Cái chuyện mà cưới hỏi á, tính làm sao? Sẵn có mẹ ngồi đây nè, nói với mẹ rồi mẹ gặp giải quyết cho nghe. Mẹ, tuổi trẻ bây giờ nó phóng thoáng lắm mẹ. Đâu phải là có thai rồi nó bắt người ta cưới nó đâu. Không sao đâu mẹ, đừng có quan tâm chuyện này nghe. Để nó tự quyết định. Dạ chuyện này tụi con tự làm, tụi con sẽ tự chịu. Tụi con không để người lớn khó xử đâu à. Khoan, mới nói gì? Dạ. Đó. Khoan, là cái ý nó định bỏ em bé hả? Phải không con? Hả? Dạ. Vậy con suy nghĩ kỹ chưa? Không nha. Trời ơi, sao mẹ? Đừng có quyết định mà đường đột như vậy không có tốt đâu con ơi. Mẹ. Không. Mẹ làm gì mẹ rối lên dữ vậy? Mẹ phải tôn trọng mấy đứa nhỏ này chứ. Bây giờ con nói rồi, nó suy nghĩ phóng thoáng lắm. Nó không có bị ép buộc cái gì hết trơn á. Nó có thai phải không? Nó không thích nó bỏ.
Chứ bây giờ nè, nó chưa kết hôn, mà lỡ nó lấy sau này gì cái thai rồi á, nó không có hạnh phúc mà nó ly dị, nó bỏ nhau còn hơn nữa. Bây giờ cái chuyện này mới quan trọng nè. Con nghĩ sao? Nó làm như vậy, nó làm cái chuyện vậy rồi lỡ sau này ảnh hưởng tới sức khỏe của nó rồi sao? Dạ con á thì con thấy là tại vì con còn trẻ quá, con còn cả tương lai cả ước mơ con chưa thực hiện được đó. Cho nên con không muốn ràng buộc cuộc đời con sớm á. Dạ thôi tại con không, không có nói chuyện mà ràng buộc hay không. Cái chuyện khổ hay sướng của một đời người đó là mình sẽ quyết định sau này. Cái gì mà mẹ, mẹ lỡ như nó làm vậy rồi bị biến chứng gì rồi sao? Dạ thôi mẹ con... bây giờ cô nói nghe nè, bà nói vậy thôi chứ cả nhà cũng tôn trọng ý kiến của tụi con, nên con cứ về đi, có chuyện gì cần á con gọi điện cho cô nghe. Dạ con cũng có việc bận rồi. Dạ con xin phép bà, con về, con xin phép cô. Dạ con xin phép. Con về đi nha. Nè này, để nó về, nó tự đi được. Dạ mẹ. Cái gì mà bỏ nhỏ đi vậy? Sao đâu mẹ. Thôi mẹ thấy nó thanh niên, nó còn khỏe trẻ gì, có sao đâu mẹ lo dữ vậy. Nè mẹ hỏi nè. Dạ con tính sao? Dạ, cái chuyện đó đó con phải tính cái chỗ nào mà uy tín đàng hoàng, chứ nếu không á có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng tới gia đình là không có được đâu. Đưa nó đi cái chỗ tử tế nghe chưa con? Dạ khi con làm những chuyện này con suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ phải tôn trọng tụi nó chứ mẹ, mình đâu có ép nó đâu. Nhưng mà nó cần người lớn, nó cần người lớn có ý kiến giùm nó. Dạ thì tụi con tự quyết đi nha. Vậy nghe. Dạ, vậy thôi tính sau đi, cái chuyện này tính sau đi nha nội. Con đi ra. Ê cái thằng này, tôi con Thanh nó nữa. Đang Thanh. Ôi cái gì vậy, em đang có thai mà, từ từ thôi. Sao quyết định bỏ đúng không? Chứ anh có muốn giữ lại không? Đau bụng hả? Đi khám nha. Khám gì mà khám? Anh thử một mình anh ăn hết một dĩa táo của anh có bị đau bụng không? Trời ơi, anh thấy em lấy lòng mẹ anh lố quá. Em ăn hết một dĩa táo mẹ anh hết hồn luôn chứ bộ. Giờ phải làm sao? Nói đi, nói anh mới biết được chứ. Ủa gì chứ giờ mẹ anh sao? Anh phải nói ý của mẹ anh đi chứ. Để em ăn hết một dĩa táo, em có thích ăn táo đâu. Sao không nói? Sao tôi khổ vậy vậy trời? Ủa anh Tom, bà gái anh về rồi hả? Về rồi. Nội, bộ phải cưới vợ cho anh Tom thì cái sao mà mẹ con khó chịu dữ vậy nội? Mọi chuyện xảy ra theo cái ý muốn của mẹ con đúng y vậy đó, sao mẹ con khó chịu được? Cái người mà khó chịu là bà nội đây nè. Mẹ thấy rõ ràng con bé nó cũng muốn vậy mà mẹ. Alo, em đã giúp chị làm đồng minh với mẹ rồi nha, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, dĩ nhiên là phải bỏ rồi, làm sao mà cưới được. Thôi nhớ đưa em 2 triệu nha. Bỏ điện thoại xuống. Mới nói cái gì 2 triệu vậy nội? À thì ra là mấy người phải không? Rồi con mới nói cái câu là con bé nó muốn như vậy ha. Thí dụ nó bây giờ nó không đồng ý, nó muốn cưới thì con có đồng ý không? Con trả lời đi. Mẹ, chính vì cái thái độ của con với của thằng Thơm nè, hai người làm sao mà đến nỗi con nhỏ tự ái, nhỏ chịu không nổi nó mới quyết định như vậy đó. Chịu nổi không à? Nội bình tĩnh đi nội. Thôi đủ rồi, cái chuyện này á sẽ giải quyết sớm thôi mà, vài bữa nữa thôi. Thôi con xin phép nội với mẹ, con lên phòng trước. Nè mẹ nói rồi đó nghe, càng sớm càng tốt. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mẹ từ từ thôi, mày nóng giận rồi huyết áp nữa giờ. Con là người lớn phải không? Con Thanh nó cũng là người lớn phải không? Hai đứa tụi bay đến yêu nhau, tự yêu nhau, làm ra chuyện, thì bây giờ mình cưới nhau có gì đâu. Làm sao mình có nhẫn tâm mình bỏ cái giọt máu của mình bỏ rơi cái đứa con của mình mà mình có thể làm cái chuyện đó được chị? Rồi. Hả? Cái chuyện này là chuyện của con với Đan Thanh, tụi con chưa có chuẩn bị được tâm lý của con. Nhưng mà bây giờ con lớn rồi, thì vì chuyện lỡ xảy ra rồi thì con phải chuẩn bị tâm lý với sự giúp đỡ của gia đình đi là vừa. Thôi cái chuyện riêng của con á, nội để con tự giải quyết đi. Hay lắm, giỏi lắm, tự giải quyết đi.
mẹ đừng giận. Nội, để con đưa bà về. Nội. Đưa bà đi cẩn thận nha con. Dạ. Đó, con thấy chưa? Hả? Rõ ràng mà mẹ đâu bao giờ mà nói thêm đâu. Bà nội á, suốt cuộc đời này mãi mãi luôn là người thứ ba xen vào câu chuyện của gia đình mình. Đó, con thấy rõ ràng mà, đúng không? Đúng rồi. Dạ, dạ. Lúc nào tôi cũng là người thứ ba. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.